Đây, à, đây là vườn rau càng cua nhà cô Nhung, trồng bằng phân trùng quế nguyên chất đấy. Đấy là mình ăn thoải mái cho bạn bè đấy. Đây à. Trộn với salad này. Trộn salad với mì đúng không? Lạc này, hạt điều này, dã ra. Vâng. Thế cô ăn cái này được bao lâu rồi ạ? Cô ăn nhiều mấy tháng nay, gần năm nay rồi. Từ cái đợt đấy của cháu đấy. À, gần năm nay ăn phân này rồi. Nhưng mà phân nó bị thụt đi à cô? Nó thụt đi thế này. Đấy. Bây giờ cô phải dồn lại này. À, tức là mỗi nó thụt đi là bây giờ mất mấy thùng rồi ạ? 1, 2, 3, 4 thùng. 4 thùng đúng không? Mà ăn trong một năm. 4 thùng phân mà mỗi thùng này là khoảng 10 cân đúng không? Nó thụt dần, thụt dần. 10 cân vậy 40 cân. 40 cân ăn trong một năm nữa, tức là cũng khá rồi đấy. 40. Ngon lắm cái rau này, hôm nào cháu ăn thử đi. Đấy à. Thế nhà cháu đấy. Trộn salad cái này nhá, xong bắt đầu cho này hạt điều này, lạc này, vừng vâng. Dã ra. À. Trộn lên cùng là hạt điều, lạc, vừng, salad đúng không ạ? Theo tỷ lệ nào ạ? Mình cứ trộn làm một cái lọ thôi, thế xong buổi sáng mình hái cái này mình rửa đi, cửa đi. À vâng. Trộn cái đấy vào. À mình đấy. Có thịt bò nữa hoặc là có thêm vài cái thứ kiểu như là thịt gà thì biết xé vào thì ngon lắm. Vâng. Thế là cơ trồng cứ lên đều đúng không? Nhưng mà cái này có tác dụng chữa bệnh gì không cô? Cô thấy trên mạng người ta bảo là chữa bệnh ấy. Chữa bệnh gì ạ? Cũng bảo là nói chung là ăn cái này là tốt. À. Nhưng mà mình chưa biết thế nào. Mạng người ta bảo là ăn này cái rau này tốt. Vâng. Thích không? Cô bạn cô Hòa này, cô trồng nhiều đấy. Cô Hòa á? À cô Hòa lấy phân của cháu mà đúng không? Cô bảo mấy nữa cô bảo cô lấy tiếp mà. À thế ạ. À? Thế đây là rau gì đây ạ? Cũng càng cua. Cũng càng cua, và đây rau gì đây? Cô. Cái đấy là cái rau ngót Nhật. Ngót Nhật. Ô, đây mà. Ngót Nhật đấy. Ngót Nhật. Rau này nấu mì. Thế còn đây? Cái này là của cô bạn cô cho cô một cây này để nấu cua. Cô không hiểu nó là cái rau gì. Nhưng mà vâng. Cái này. Thôi mất. Vâng. Thế đây là hành gì ạ? Đây là cây hẹ. À hẹ hẹ đúng không? Hẹ. Hẹ. Hẹ này hôm chả lấy ở bên cháu đây, đúng không? Rồi, rồi. Nó ra hoa như này mà. Đấy. Thơm không ạ? Thơm. Ui, hoa hẹ là đầu tiên nhìn thấy đấy, thơm nhỉ? Ừ, thơm thế. Hôm nào xuống đây trộn càng cơm thử. À thế ạ, vâng, hôm nào cháu với cô ăn. Ô, thế hoa hồng thế nào rồi, cô? Đợt này đang lên mầm này. À, lên mầm rồi đúng không? Tỉa hết rồi. Bị mưa cái trận vừa rồi mấy cả nhà cô vừa. Thế tại sao cô không làm cái mái che? Cô chưa làm. À đây này cô làm lên rồi này nhưng mà nó cao nhỉ. Tại vì đợt này là nhà cô cũng có việc mà. Bà vâng. Mất là đâm về quê để tao cho ở đây này. Con này cô Ngọc nó trông hộ thế là chả biết nó làm thế nào. Tan cả cây, bây giờ mới hồi lại. À. Vừa lên bao mầm. Chỉ còn 2. À thế là cô vừa thôi. Rồi là cô đi về quê đấy à? Ừ, cô về quê. Thảo nào chả thấy cô đâu. Chả thấy cô ý ấy gì. Mà, cô về quê. À vâng. Cây cô nó mới bị thế này đấy. À. Lắm. Vâng. Thôi bây giờ bón phân trùn quế lại để hồi đấy, lại thôi. Cô đang bảo mai cô lại tiếp tục cô bón mỗi một góc một ít. Vâng. Có khi vẫn phải lấy thêm nhưng thôi cứ thế đã. Vâng, cứ tạm thời thế đi. Cứ thế đi. Dạ. Vâng, thôi cháu về đây. Ừ.